Từ nghe miếng này nè anh chị, nghe đây ha. Mình đo dài qua qua cái chiếc ô tô đó luôn, ô tô 7 chỗ nha anh chị, là mình có mặt tiền là 21m50, phía sau mình ở hậu ga là 23m. Cạnh bên đây tính mặt tiền nhìn vô là cạnh phía bên trái nha anh chị, là đi sâu vào là 118m. Còn cạnh phía bên kia tính mặt tiền nhìn vô là mình đi sâu vào là cạnh bên phải nha anh chị, đi sâu vào 122m. Tổng diện tích 2.983m2. Cây lâu năm chưa có thổ cư, chủ kêu giá hết đất luôn là 1.800.000.000. Anh chị quan tâm liên hệ 039 545 4645, em sẽ dẫn anh chị mình đến xem cái mảnh đất này, được anh chị gặp chủ thương lượng để mua nha. Dạ, em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Long Định của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tên con đường lộ ô tô này nè, để quay giới thiệu cho anh chị mình một cái mảnh đất vườn có tổng diện tích là 2.983m2, tức là gần 3.000m2 nha anh chị. 2.983m2 rồi, là gần 3.000. Đó, giá chỉ có hết đất luôn, chỉ có 1.800.000.000. Và hướng trên màn hình anh chị đang nhìn, đây là hướng đi thông ra quốc lộ 1A, khoảng cách từ ngay vị trí đất mình ra tới quốc lộ 1A thì khoảng 400m là tới nha anh chị. Ra tới đó anh chị rẽ về một hướng là về ủy ban dân xã Long Định, thì khoảng cách đâu đó tầm khoảng 700m là tới ngay ủy ban dân xã Long Định luôn. Còn đây là ra ngay vị trí cầu Kinh Sáng là anh chị băng qua là tới chợ Long Định luôn rồi. Thành ra cái vị trí này nó cũng rất là đẹp, phù hợp cho anh chị mình về đây để làm vườn, ở như làm vườn nha anh chị. Đó, đường ô tô 7 chỗ luôn. Đó, mình tới ngay cái miếng này. Tới ngay miếng này nha anh chị, miếng cọt luôn nè. Còn ngay đây là đường xe 16 chỗ luôn nha, nhưng mà vị trí này rộng. Đây thì cũng giật gào vô rồi, xe 16 chỗ anh chị chạy vào trong đây được luôn. Chủ đất thì cũng có xe 7 chỗ luôn. Bây giờ chủ cần bán cái mảnh đất này 2.983m2, giá hết đất là 1.800.000.000, phù hợp cho anh chị về làm vườn nha anh chị. Đó, ngang mặt tiền mình là 21m5, và một cạnh tính mặt tiền nhìn vô cạnh bên trái á, đi sâu vào là 118m. Còn cạnh phía bên phải á, là mình đi sâu vào là 122m. Phía sau hậu mình là 23m. Tổng diện tích là 2.983m2. Cây lâu năm chưa có thổ cư, chủ kêu hết đất luôn là 1.800.000.000 nha. Và đây là em quay về hướng mặt tiền của đất mình luôn. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng Tây, cho cô chú anh chị nào mà hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo nha. Còn tính từ ngay cái vị trí đất của mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 19 phút, khoảng cách là 12 km. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mình chỉ về tới đây, thời gian đi là 56 phút, khoảng cách là 56 km luôn. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em lấy điểm là bến xe miền Tây, mà anh chị về tới ngay vị trí đất của mình, thời gian đi là 1 giờ 19 phút, khoảng cách là 64 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể bên trong luôn. Nhưng mà em quên nữa, ngay bên đó mình ha, có hai ngôi mộ nha anh chị, bên đất người ta. Đó, bây giờ em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn. Còn trong đất mình thì không có mộ mã gì hết nha anh chị. Đây thì mình có nhiều loại cây ăn trái luôn, nào là vú sữa nè, rồi bưởi nè, rồi xoài nè, cóc nữa, rồi có chanh bông tím gì nữa nè. Nói chung là cũng nhiều loại cây ăn trái luôn. Em đi cặp đường đan này cho dễ đi, nhưng mà bưởi trái nhiều quá, nãy tiếc quá, phải đi đường bên đó hay quá. Hả, đây có cái vườn xoài, rồi có mít, còn cây này cây gì ta, đây bưởi trái rất là nhiều anh chị, bưởi da xanh nha anh chị, có vú sữa nữa. Đó, chỉ cách quốc lộ 1A thì đâu đó tầm 400m anh chị. Đây anh chị thấy nè, bưởi nè. Đây anh chị nè, 1.800.000.000 mà gần 3.000m2, bây giờ tìm đâu ra, khó kiếm nha. Nhưng mà còn được cái gặp chủ mà thương lượng cái nữa.
Thì nếu như anh chị nào thấy phù hợp vị trí thuộc xã Long Định của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì anh chị hãy liên hệ ngay cho Minh xem. Theo số điện thoại là 039 545 4645. Em sẽ dẫn anh chị mình đến xem được thì anh chị mình mua nha. Đó, bưởi nè, tái rất là nhiều luôn nha anh chị. Đó, tái nhiều lắm. Đó, mình đã tái nè. Thấy không? Đây. Đây thì chủ có xen vô một số cây sầu riêng. Tổng sầu riêng nữa anh chị, sầu riêng ghi 6 nha. Đây, hồi đó có nuôi dê, có chăn nuôi dê nữa đó, có dừa mã lai nữa nha anh chị. Nói chung là mảnh đất vườn nhiều loại cây ăn tái luôn. Nó ngang mặt tiền đường ô tô mình là 21,5 m và một cạnh đi sâu vào là 23 và một cạnh đi sâu vào là 123, còn một cạnh bên kia đi sâu vào là 118 m. Tổng diện tích là 2.983 m². Cây lâu năm chưa có thổ cư. Giá chủ kêu hết đất là 1.8 tỷ. Phù hợp cho anh chị về đây để làm vườn nha anh chị. Đó, thì tiền nào của nấy, đường ô tô gần quốc lộ 1A, phù hợp làm vườn là nó có nguyên nhân. Tại vì mình có vướng đường dây điện cao thế 110 kW nha anh chị. Rồi thành ra thì phù hợp làm vườn thôi. Đây, đây thì có cái tụ điện cao thế ở đây nè, nhưng mà ở dưới vẫn trồng cây được nha anh chị. Đó, tái rất là nhiều luôn, bưởi rất là nhiều, phân dê thì để xung quanh vườn hết luôn. Tại vì tính ra thì đâu đó tầm khoảng chỉ có 600 triệu 1.000 m², thì cứng 600 tí xíu à. Tại vì mình gần 3.000 thôi chứ mình chưa được 3.000, mà một như 3.000 đi thì 1.8 tỷ thì tính ra 600 triệu 1.000 m². Thì làm vườn được anh chị. Tại vì vùng đất đây cũng rất là tươi tốt luôn. Đất mình cao ráo sạch đẹp không màu mã nữa. Đó, đây mình vướng cái đường điện cao thế nè anh chị. 110 kW anh chị. Rồi thành ra chủ đưa ra cái giá để làm vườn. Đường ô tô mà giá làm vườn nha anh chị. Đó, đây thì có trồng cây sabo. Lưới gào xung quanh rồi hết luôn rồi. Ranh giới đầu rõ ràng. Ngoài sau mình có nguyên một cái vườn vú sữa nữa. Đây ha. Đặc biệt là mình có sầu riêng nha. Sau này ví dụ mình trồng sầu riêng thì không có bao lâu là mình lấy vốn lại. Hệ thống tưới tiêu này chủ để lại cho anh chị mình luôn. Tại vì hệ thống đã gắn hết rồi, thành ra chủ bán chủ để lại cho anh chị mình luôn. Bên trong mình có một cái chòi lá để sau này mình có bạn nữa, mình về đây mình ngồi bạn nhậu cũng ngon nữa anh chị. Đó ha. Phía trước thì cây có muối, phía ngoài sau này thì vú sữa nha. Vú sữa lò rèn Vĩnh Kim nè. Đó, phía sau mình nó hậu cũng rất là đẹp nữa. Đó, bên đó có nhà người ta ở nữa nha anh chị. Thì người ta cắt gọn gọn người ta ở được. Đây. Đây, anh chị thấy này ha. Đây. Đó, vú sữa nè. Rồi thì mình xuống tới mía kia, cũng có hàng rào đầu ranh giới đầu gõ gà. Cho nên vấn đề ranh giới thì anh chị mình an tâm, nhưng mà em đi tới đây rồi thì thôi để em đi đoạn nữa cho anh chị mình xem cho nó cụ thể luôn. Nó gần 3.000 m², giá hết đất là 1.8 tỷ. Nó anh chị quan tâm liên hệ cho em theo số điện thoại trên màn hình hoặc kết bạn Zalo với em số đó nha. Rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh cái thửa đất thu nhỏ lại cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn. Nó cái ganh mình đi tới mấy đó hết nha anh chị. Bên đó có mấy ngôi mộ bên đất người ta. Nó đi dài qua đó luôn. Đó, giá hết đất là 1.8 tỷ nè. Rồi đến đây thì em cũng xin cảm ơn anh chị mình đã xem hết video của em. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp á, thì alo ngay cho em. Rồi em dẫn anh chị mình đến xem. Được thì anh chị mình
gặp chủ thương lượng với chủ anh chị mua cái mảnh này nha. Gần 3.000 mét vuông mà giá có 1.800.000.000. Tính ra đâu đó tầm khoảng có 600 triệu 1.000 mét vuông mà còn thương lượng nha anh chị. Đường ô tô luôn, gần quốc lộ 1A, gần chợ, gần ủy ban. Nói về thành trung tâm Phú Mỹ Tho chỉ có 12 km à. Về bến xe miền Tây thì nãy em lên hình như 64 km thì phải. Rồi thì em cũng lên nhanh clip này cho anh chị mình xem, nếu như anh chị nào thấy phù hợp vị trí địa chỉ xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì anh chị cứ liên hệ cho mình xem. Một cái vườn vú sữa và cây có muối và nhiều loại cây ăn trái khác nữa. Rồi đến đây em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Em xin chào anh chị ạ.